Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tổng hợp và báo giá tất cả những mẫu xe 7 chỗ, 5 chỗ bản sedan 2 đầu, hàng nhập, hàng Việt. Có cả các bác nhá. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe nào hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đó là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda Flamaxi có năm sản xuất 2003, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ của nó là 1.8 máy xăng, biển kiểm soát 26A14354. Hiện tại trước Mazda bên em đang chào bán với giá là 169 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Một mẫu xe Mazda Flamaxi, dòng Mazda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế các bác nhá, không hay ở vặt nội thất này, tươi nó nói luôn. Màn hình cam nuôi đầy đủ. Đấy, tư nhân chính chủ biển Sơn La. Xe của chú bộ đội trên Sơn La chú ấy sử dụng các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này cứ alo cho em. Vâng, chỉ với 169 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Mazda Flamaxi. Vâng, đăng ký 7 chỗ ngồi, biển kiểm soát Sơn La, sơn si màu bạc, la răng đúc, 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Jolly. Vâng, Jolly bản đổ, đèn cột, lốp treo, turbo, mát xích, kim phun điện tử, mang biển kiểm soát 89A07077, mang nước sơn màu đen. Vâng, con này thì sản xuất 2005, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 2.0, hộp số 5 cấp. Vâng, với giá tiền 130 triệu đồng. Vâng, chỉ với 130 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe công trình công trường, tập đi tập lái các bác nhé. Vâng, với chỉ có 130 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Jolly. Vâng, sơn si màu đen, la răng đúc 4 bánh. Đấy, một mẫu xe Jolly máy xăng, hộp số 5 cấp, giá tiền chỉ với 130 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Mitsubishi Jolly, mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 14A64802. Đó là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios có năm sản xuất 2019 các bác nhá. Mang phiên bản số sàn, vâng, 2009. Số sàn, động cơ của nó là 1.5, mang nước sơn màu đen, la răng đúc 4 bánh này. Đấy, một mẫu xe bản Nimo, lưng kịch đồ luôn. Với giá tiền của chiếc Toyota Vios này là 179 triệu đồng. Đấy, bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền Tổ quốc cho các bác. Một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lối đồng cửa đá, đó là một mẫu xe Toyota. Toyota Vios sản xuất 2009, mang phiên bản là số sàn, khối động cơ của nó là 1.5 máy xăng. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2018, mang phiên bản là số tự động bản G, biển kiểm soát 15A45137. Hiện tại chiếc Toyota Vios này hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Một mẫu xe phiên bản số tự động sơn si màu đỏ, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ các bác nhá. Với giá tiền chiếc này là 482 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vios bản G, số tự động, động cơ 1.5, sơn si màu đỏ, xe tư nhân, một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Một chủ sử dụng từ mới luôn. Vâng, giá tiền 482 triệu đồng. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5, biển kiểm soát Quảng Ninh 14A01192, sơn si thì màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Toyota Vios giá tiền 255 triệu đồng. Một mẫu xe bản EAC, la răng đúc, phanh đĩa 4 bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ, bô lăng méo này. Đấy, túi khí an toàn này. Đấy, đầu đài nguyên bản theo xe, táp ly cánh cửa này. Đấy, rất là đẹp luôn, vẫn còn gai sần các bác nhé. 255 triệu đồng các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota. Toyota là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng của đá, mang thương hiệu Nhật Bản, mang nước sơn màu bạc, rất là đẹp luôn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động,
động cơ của nó là 1.8 biển kiểm soát Hà Nội 30A 62963, một mẫu xe Chevrolet Cruze mang thương hiệu của nước Mỹ, bản sedan hai đầu, form dáng rất là đẹp luôn. Giá tiền của chiếc Chevrolet Cruze bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng cho một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, sơn xi màu vàng cát rất là hot luôn. Vâng, giá tiền 275 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Mang biển kiểm soát Hà Nội 30A, vâng, 73774 này. Đấy, sơn xi thì màu đen, đó là một mẫu xe Toyota Vios bản Nimo, lưng kịch đồ luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Vios là 179 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai Avante có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, mang khối động cơ 2.0 bản đủ các bác nhá. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội 29A 59010, sơn xi thì màu ghi xám rất là đẹp luôn. Vâng, với giá tiền 339 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Avante. Dòng Hyundai thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay ở mặt các bác nhá. Vâng, đây là một mẫu xe Audi A6 có năm sản xuất 2007, mang phiên bản số tự động, động cơ 2.0, sơn xi thì màu đen Laredo cũng như túi khí ABS đầy đủ luôn. Với giá tiền của chiếc Audi A6 này sản xuất 2007, 325 triệu đồng các bác nhá. Keo chỉ zin, đấy, nội thất ghế da xịn sò nguyên bản trong xe, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, một mẫu xe tiền tỷ một thời. Bây giờ giá tiền chỉ hơn 300 triệu đồng một chút thôi, 325 triệu đồng. Mang biển kiểm soát Hà Lam 90A, vâng, 06947, mang nước sơn màu vàng. Đấy, một mẫu xe Toyota. Đấy, Toyota Vios có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5. Đấy, mang nước sơn màu bạc xịn sò nguyên bản theo xe Laredo cũng như xi nhan báo rẽ trên gương. Vâng, gương kính chỉnh điện và cột xe. Giá tiền 215 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn các bác nhé. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.5, sơn xi thì màu bạc xịn sò. Và đây là một mẫu xe Emgan, mà một mẫu xe Trung Quốc. Đấy, một mẫu xe Trung Quốc đấy, qua sử dụng 15 đấy, xem là có nó còn những cái gì các bác nhá. Đấy, xem nó còn những cái gì, một mẫu xe Trung Quốc đấy. Một mẫu xe Emgan sản xuất 2012, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2013. Vâng, nội thất này, ghế da rất đẹp luôn. Trần của nó này, trần 3D chống nóng, bản full cửa sổ trời luôn. Túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Giá tiền 215 triệu đồng cho một mẫu xe đến từ Trung Quốc. Đó là một mẫu xe Emgan, vâng, mang biển kiểm soát Hà Nội, mang nước sơn màu đen. Vâng, xe tư nhân gia đình sử dụng. Một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá, đó là một mẫu xe Toyota Vios. Toyota Vios có năm sản xuất 2014, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5, biển kiểm soát Hà Nội 30A 21529. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá này. Đấy, một mẫu xe Toyota, xe tư nhân gia đình sử dụng, màn hình cam nồi, màn hình Android đầy đủ các bác nhé. Tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Lào Cai, đó là một mẫu xe Daewoo Gencha có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn với động cơ 1.5. Vâng, với giá tiền của chiếc Daewoo Gencha bên em đang chào bán với giá là 150 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gencha. Đấy, mang thương hiệu của Hàn Quốc. Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát 98A. Vâng, một mẫu xe này là mẫu xe Daewoo Lachatti. Vâng, Daewoo Lachatti CDX nhập khẩu nguyên chiếc, mang nước sơn màu bạc, xe tư nhân gia đình sử dụng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti CDX nhập khẩu nguyên chiếc, sơn xi màu bạc xịn sò. Đấy, Laredo cũng như túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. Chống trơn, chống trượt và chống bó cứng. Và đây là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2006. Các bác mua về tận đi tập lái, che mưa che nắng ok luôn. Giá tiền của chiếc Toyota Vios này bên em đang chào bán với giá là 145 triệu đồng. Vâng, một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá. Đấy, thương hiệu Nhật Bản. Dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc rất là dễ thay thế, không hay ở mặt các bác nhá. Giá tiền thì chỉ với 145 triệu đồng, bên em có bao hồ sơ. Đấy, Laredo 4 bánh này.
Và đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hà Giang. Đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo Lachatti. Vâng, Daewoo Lachatti có năm sản xuất 2008, mang phiên bản số sàn với động cơ của nó là 1.6 các bác nhá. Chỉ với 138 triệu đồng, các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng. Đó là một mẫu xe Daewoo Lachatti. Đấy, bản nắp ráp trong nước các bác nhá, sơn xi màu vàng xịn sò. Đấy, la răng đúc 4 bánh này, biển kiểm soát 23 biển Hà Giang. Chuyện về lắp cờ ru có năm sản xuất 2011, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Vâng, biển kiểm soát thì Hà Nội. Đấy, xe tư nhân gia đình sử dụng các bác nhá, đề lỗ start top, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền của chiếc Chevrolet Cruze sản xuất 2011 bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, biển kiểm soát 29A này các bác này. Sơn xi thì màu đen xịn sò, la răng đúc cũng như túi khí ABS đầy đủ các bác nhá. 245 triệu đồng, con này sản xuất 2011. Và đây là một mẫu xe Daewoo Lachatti sản xuất 2009, mang bản số tự động, động cơ 1.6, hàng nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Sơn xi thì màu đen, la răng đúc, túi khí ABS đầy đủ luôn. Một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn, đẹp và xịn sò các bác nhá. Giá tiền của chiếc Daewoo Lachatti CX là 235 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Đấy, cam kết các bác là xe ngon. Đấy, hàng đẹp. Đấy, sơn xi sạch sẽ, ok rồi. Giá tiền 235 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachatti CX nhập khẩu nguyên chiếc, mang biển kiểm soát 34A. Đó là một mẫu xe Daewoo Gentra sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5, biển kiểm soát Hải Dương. Giá tiền 150 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Gentra bản sedan 2 đầu, sơn xi màu bạc, tên tư nhân biển Hải Dương, mang biển kiểm soát 15A Hải Phòng, hoa phượng đỏ. Đó là một mẫu xe này, là mẫu xe Daewoo Gentra. Vâng, Daewoo Gentra có năm sản xuất 2009, với giá tiền 138 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Vâng, vừa chỉ với 138 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Gentra thương hiệu Hàn Quốc bản sedan 2 đầu. Vâng, nội thất đẹp tươi rói các bác nhá. Mang biển kiểm soát là biển kiểm soát 88A, biển Hai Củ Lạc. Đó là một mẫu xe Hyundai Avante, có năm sản xuất 2014, keo chỉ zin, máy số zin, xe tư nhân một chủ sử dụng từ mới các bác nhá. Một mẫu xe Hyundai Avante bên em đang chào bán với giá là 299 triệu đồng. Vâng, với 299 triệu đồng, các bác đã sở hữu một mẫu xe Hyundai Avante, xe tư nhân gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát 21A. Một mẫu xe Chevrolet Aveo, Chevrolet Aveo có năm sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5, với giá tiền của chiếc Chevrolet Aveo sơn xi màu đen, la răng đúc cũng như túi khí đầy đủ luôn. Bên em đang chào bán với giá là 215 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Aveo sơn xi sạch sẽ này. Đấy, la răng đúc, đấy, túi khí đầy đủ luôn các bác nhá, màn hình rồi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Attrager có năm sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.2, biển kiểm soát 88A33845. Giá tiền của chiếc Attrager nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái này, bên em đang chào bán với giá là 228 triệu đồng. Vâng, 228 triệu đồng cho một mẫu xe Attrager nhập khẩu, nội thất này. Đấy, rất đẹp luôn, tươi đồ rói các bác nhá, màn hình cam nồi đầy đủ. Đấy, hàng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái thì rất là đẹp luôn. Tôn vỏ rất là dày, đồ đạc thì con này rất là dễ thay thế các bác nhá. Một mẫu xe Daewoo Lachatti CX nhập khẩu nguyên chiếc, sơn xi màu bạc, biển kiểm soát Hải Phòng, hoa phượng đỏ, 64707, với giá tiền 235 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lachatti CX nhập khẩu nguyên chiếc bản sedan 2 đầu. Form dáng rất là đẹp luôn, không bao giờ bị lỗi thời các bác nhá. Mang nước sơn màu trắng ngọc trai, đó là một mẫu xe Toyota Vios có năm sản xuất 2010, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5, biển kiểm soát 34A. Vâng, biển Hải Dương, tên tư nhân, với giá tiền 189 triệu đồng cho một mẫu xe này, mẫu xe quốc dân, mẫu xe lời đồng cuối đá. Đó là một mẫu xe Toyota Vios. Đấy, Toyota là một mẫu xe dễ đi, dễ dùng, dễ sử dụng, không hay hỏng vặt. Sơn xi thì màu trắng này. Và đây là một mẫu xe Daewoo lá lốt có năm sản xuất 2005, mang phiên bản là số sàn, với động cơ 1.6. Các bác mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng các bác nhá.
Giá tiền thì trước nay chỉ có với 58 triệu đồng thôi. Vâng, 2005, 58 triệu đồng các bác này. Đấy, các bác mua về tập đi tập lái này, hoặc là dọn bán lẻ ok luôn. Vâng, chỉ với 58 triệu đồng. Và đây là một mẫu xe Mazda. Vâng, Mazda 6 các bác nhá. Biển kiểm soát Nghệ An. Đấy, biển Nghệ An. Biển kiểm soát Nghệ An, sơn si thì màu bạc. Vâng, giá tiền của chiếc Mazda 6 này bên em đang chào bán với giá là 165 triệu đồng. 165 triệu đồng cho một mẫu xe Mazda 6 bản sedan, túi khí ABS đầy đủ luôn. Đấy, thương hiệu Nhật Bản. Và đây là một mẫu xe Hyundai Elantra có năm sản xuất 2008, phiên bản số sàn khối động cơ 1.6 này. Đấy, biển kiểm soát lại còn Hà Nội các bác nhá. Giá tiền của chiếc Hyundai Elantra là 168 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ và có lộc lá cho các bác, bao cả vận chuyển luôn. Mang biển kiểm soát Hà Nội 29A, đó là một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0, một mẫu xe gia đình sử dụng túi khí ABS, la răng đúc 4 bánh, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng. Giá tiền trước này là 339 triệu đồng cho một mẫu xe Innova. Vâng, xe tư nhân gia đình sử dụng. Tiếp theo đây là một mẫu xe, này là mẫu xe Hyundai. Vâng, Hyundai này là Hyundai Accent. Vâng, Hyundai Accent. Hyundai Accent có năm sản xuất 2011 các bác nhá, 2011. Mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 1.4, nhập khẩu nguyên trước từ Hàn Quốc. Với giá tiền của chiếc Hyundai Accent bên em đang chào bán với giá là 335 triệu đồng cho một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Bô lăng này, 4 chấu bô lăng kép rất đẹp luôn. Nội thất ghế da xịn sò, máy số zin, keo chỉ zin, màn hình Android, cam nồi đầy đủ rồi. Và tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cối đá. Đấy, một anh chàng đến từ thương hiệu Nhật Bản mang biển kiểm soát Phú Thọ. Đó là một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2014 các bác nhá, 2014, mang phiên bản số sàn khối động cơ 2.0. Xe gia đình sử dụng với giá tiền 385 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhá. Và trước trước này là trước một đôi này thì 35 triệu đồng một chiếc. Vâng, đó là một mẫu xe Nissan. Nissan Probus nhập khẩu nguyên trước từ Nhật Bản các bác nhá. Hàng nhập Nhật mà chỉ có 35 triệu đồng. Con này thì sản xuất những năm 1990. Đấy, em có một đôi các bác này. Một đôi này là 70 triệu đồng một đôi luôn. 35 triệu đồng một chiếc các bác nhá. 35 triệu đồng một chiếc xe ô tô, mua về tập đi tập lái, che mưa che nắng, chở đồ chở đạc ok. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Kia Carren. Vâng, sản xuất 2009, mang phiên bản số tự động, bản phun cửa sổ trời, động cơ 2.0, xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền của chiếc Kia Carren này bên em đang chào bán với giá là 280 triệu đồng. Bên em có bao hồ sơ ấy, cũng như hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Đấy, một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, mang biển kiểm soát 38A biển Hà Tĩnh. Đó là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2013, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.0 bản E, bản con này bản E số tự động các bác nhé. Giá tiền của chiếc Toyota này bên em đang chào bán với giá là 405 triệu đồng. Vâng, với 405 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Toyota Innova, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A 18065. Đó là một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2014 các bác nhá. Giá tiền 379 triệu đồng, hộp số 5 cấp. Đấy, nội thất thì tươi rói các bác nhá. Đấy, màn hình cam nồi đầy đủ, biển kiểm soát Icon Hà Nội. Bác nào mà Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác nhá. Giá tiền của chiếc này bên em đang chào bán với giá là 379 triệu đồng cho một mẫu xe Innova bản E, xe gia đình sử dụng, mang biển kiểm soát 21A. Đó là một mẫu xe Toyota Innova. Toyota Innova có năm sản xuất 2013. Vâng, xe
biển kiểm soát tên tư nhân, biển này là biển Yên Bái các bác nhá. Giá tiền của chiếc Toyota này bên em đang chào bán với giá là 299 triệu đồng. Con này sản xuất 2013, số sàn, động cơ 2.0. Mức tiêu hao nguyên liệu của chiếc xe là anh tầm khoảng 9 lít xăng trên 100 cây số. Và đây là một mẫu xe to cao đẹp dai đến từ thương hiệu nước Mỹ, đó là một mẫu xe Ford Everest. Ford Everest máy dầu, động cơ 2.5, số tự động. Một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền của chiếc Ford Everest sản xuất 2011, gầm cao máy thoáng này là 435 triệu đồng. Một mẫu xe gầm cao máy thoáng, một mẫu xe châu Mỹ các bác nhá. Đấy, một mẫu xe lồi đồng cuối đá, mang biển kiểm soát Hải Dương 34A 341-12. Đó là một mẫu xe Toyota. Toyota Innova có năm sản xuất 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 2.0, một mẫu xe gia đình sử dụng, biển kiểm soát Hải Dương. Với giá tiền trước đây là 415 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, động cơ 2.0 máy xăng. Tiếp theo đây là một mẫu xe mang biển kiểm soát Hải Phòng 15A14746 này. Đó là một mẫu xe Toyota Innova. Vâng, Toyota Innova có năm sản xuất 2009, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 2.0, với giá tiền trước đây là 198 triệu đồng cho một mẫu xe Toyota Innova. Vâng, sơn xi màu bạc, mang biển kiểm soát Hà Nội 30A76291. Đó là một mẫu xe Jolly. Vâng, Jolly sản xuất 2004, mà giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là chỉ có 128 triệu đồng cho một mẫu xe Jolly bản đủ, mang biển kiểm soát Jolly Quảng Ninh. Đấy, biển Quảng Ninh các bác nhá. Sơn xi thì màu đen. Vâng, giá tiền chỉ với 130 triệu đồng cho một mẫu xe sản xuất 2005. Các bác mua về chở đồ, chở đạc, chở hàng cho họ ok luôn. Một mẫu xe Ford Everest sản xuất 2011, mang phiên bản số tự động, biển kiểm soát Hà Nội. Sơn xi thì màu phấn hồng, rất là hot luôn. Túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn các bác nhá. Giá tiền của chiếc Ford Everest là 429 triệu đồng cho một mẫu xe Ford Everest mang thương hiệu của nước Mỹ, một mẫu xe số sàn, động cơ 2.5, số tự động, động cơ 2.5 máy dầu, gầm cao máy thoáng, đến từ thương hiệu nước Mỹ các bác nhá. Dạ vâng, em nghĩ ô tô cũ Hải Phòng, em vừa quay tổng hợp những mẫu xe 7 chỗ, 5 chỗ bản sedan 2 đầu hiện đang có tại cửa hàng bên em. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau ạ.